Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều hôm nay tại Đạo Tràng Chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 3 năm 2006 đến chứng minh cho chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần này. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Chân Tín, trụ trì Chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 40 và cũng là người đã sáng lập ra chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, xin cung kính giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Ngộ Chân Thành, trụ trì Chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang, phó ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 40, A Di Đà Phật. Và xin được phép giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay, đó là Phật tử Lê Lam, pháp danh Tịnh Long. Xin giới thiệu đến quý Phật tử. Và xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể đại chúng sự hiện diện của gần 3.000 Phật tử về tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 40 cũng đã có mặt trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần này. Xin trân trọng giới thiệu với Đạo Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bên cánh trái của sân khấu trên giảng đường, từ phía dưới dòm lên chúng ta có thể thấy được, đó là Phật tử Lê Lam, pháp danh là Tịnh Long, hiện ngụ tại Thuận An, tỉnh Bình Dương, nguyên quán là ở tỉnh Quảng Trị. Kính thưa quý vị, đây là một con người cũng hết sức là đặc biệt. Gần hơn nửa quãng đời đã làm rất là nhiều điều gây đau khổ cho bản thân, gia đình và xã hội. Sau đó thì nhờ giác ngộ Phật Pháp đã biết quay đầu hướng thiện, là một con người rất tốt, sống theo lời Phật dạy, hành theo lời Phật dạy, đã có được một cuộc sống hạnh phúc, gia đình được êm ấm. Đó là vài nét sơ lược về Phật tử Lê Lam, pháp danh Tịnh Long. Xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa chú Tịnh Long, câu hỏi đầu tiên thì chương trình muốn hỏi chú, trước hết là cái nguyên nhân vì sao mà chú bắt đầu tham gia vào cái, gia nhập vào cái con đường tội lỗi gây đau khổ cho mình, và đó cũng là cái mốc son đầu tiên đánh dấu cái cuộc đời đầy đau khổ của chú. Xin chú cho biết. Trước lúc con xin trả lời câu hỏi của thầy. Con Lê Lam, pháp danh Tịnh Long, trước tạ ơn Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc Thiên Long Hộ Pháp đã cho con một chút thiền duyên của nhiều đời kiếp để được tắm một dòng suối từ bi trong ngày Phật Pháp Nhiệm Màu hôm nay. Được sự trời giúp từ bi yêu thương tận tình của thầy trụ trì Chùa Hoằng Pháp và tận tâm giúp đỡ
của các thầy trong chùa cũng như thầy Chiếu Tăng Chiếu Túc. Hôm nay con không phải kể qua một câu chuyện của cuộc đời đầy tội lỗi, mà con ngồi ở đây trong tình yêu thương của thầy trụ trì, của chư thầy trong chùa và toàn thể đại chúng, để cho con nói lên lời sám hối của mình. Đây là nhân dịp để con được tắm trong dòng suối yêu thương của chư Phật Bồ Tát, của thầy trụ trì, và trong tình yêu thương chúa nguyện của tất cả đạo hữu Phật tử tu Phật thất trong khóa hôm nay. Một lần nữa con xin chân thành tạ ơn chư Phật chư Bồ Tát, chân thành tạ ơn thầy trụ trì, tạ ơn các thầy, tạ ơn thầy Chiếu Tăng Chiếu Túc, và tạ ơn thành tâm chú nguyện yêu thương của tất cả quý vị Phật tử tu Phật thất trong ngày hôm nay. Trước lúc con trăng tối lại gần 46 tuổi đời đã trôi qua, chắc là người mẹ của con nằm nơi chín suối cũng phải vui mừng vì những tội lỗi của con đã được tắm gội. Kính thưa thầy trụ trì chùa Hằng Pháp, kính thưa các thầy cũng như toàn thể đạo hữu tu Phật thất hôm nay, con được sinh ra và lớn lên trên một vùng ven biển tỉnh Quảng Trị, một vùng nghèo đất cát, và tuổi đời lớn lên vào những năm rất là nghèo khổ của sau 75, 76, 77. Gia đình nghèo, con đã thất học rất sớm và đã tham gia cùng cái băng giữ trâu giữ bò ngoài đồng vì phải đi ở thuê ở mướn cho họ. Từ chỗ đó mà bước đầu tiên con đã thâm nhập từ những thói hư tật xấu của các bạn trẻ đó. Chỉ vài củ khoai, vài nảy chuối mà hôm nay đã nảy mầm lên cho con đầy dậy tội lỗi. Sau khi từ giả cái băng giữ bò đầu tiên ấy, con gia nhập vào một cái băng ở trong quê rất là lớn. Băng này khá hung hãn, và có thể nói ngoài đánh nhau ra thì còn trộm cắp rất là lớn. Tuổi đời lớn lên gia đình nghèo, con bị cuốn hút vào cuộc sống đua đòi và ăn chơi, không có nghe lời cha mẹ. Dù rằng được sinh ra và lớn lên là một gia đình công giáo, được rửa tội năm 1969, thế nhưng nhân duyên không đủ, con không vâng lời Chúa mà cũng không vâng lời cha mẹ theo tiếng gọi của vô minh và ngô si. Con đã gây tạo rất nhiều đau khổ trong quê hương, rất nhiều tội. Nhưng có một cái tội mà ấn tượng nhất trong đời con. Quê của con sinh ra là nhờ vào chài lưới, nhờ vào chiếc thuyền bộ máy để mà kiếm gạo sống qua ngày vào những năm đói khổ ấy. Vậy mà con cùng với đồng bọn trong một đêm lấy gần 20 cái co, 20 cái nắp cô lát máy và một số lưới cụ. Thật là khủng khiếp, 20 chiếc thuyền không ra khơi đánh bắt. 20 bằng lưới ấy chúng con cũng lấy đi bán để xài. Trong thời điểm ấy nhiều gia đình không có khả năng để sắm lại, và cũng có thể nói là nhiều gia đình lâm vào cảnh đói nghèo. Ngày hôm nay nhờ sự giác ngộ của Phật Pháp, nhìn lại những cái hành động, những cái việc làm đầy tội lỗi ấy, thật không sao mà diễn tả cho hết được. Nhiều gia đình thì kéo dài cả 3 tháng mà chưa mua được một cái co dầu để bỏ vào, vào những năm 76, 77 rất là hiếm. Nhưng hôm nay tu học Phật Pháp, con mới nhận ra nhân quả rất vô cùng quan trọng. Nhân quả như hình đi theo bóng, nhân quả như lời Phật dạy, như bánh xe đi theo chân một con bò. Thế là cuối cùng con đã bị sa lưới pháp luật. Kính thưa các thầy, kính thưa đại chúng, vào một đêm 30 Tết kia, có một gia đình người ta dành dùng cả năm để mua một cái đầu heo mà cúng, mà cái băng của bọn con lại đi lang thang ngoài đường,
Tê cây thì cũng chê dở, chuối thì nói là chưa chín, không lấy. Ông kia ông có một cái đầu heo với một ít bánh ông cúng ngoài trời. Trong lúc đó là nhà nông thôn người ta nghèo, người ta không có điện cho nên có ánh sáp, chỉ có cây đèn sáp thôi. Mấy đứa con mình luồn theo cái bóng tối để tránh né cái bóng ánh sáng đó, luồn theo cái bóng tối. Chính bản thân con với một người bạn trong bọn đã mò từ ngoài cái ao của vườn vào tới nơi, thì ông ta đang ngẩng mặt lên để hầu rượu. Thì chúng con mới lanh lè núp xuống dưới một cái bàn, lợi dụng cái lúc ông ta gục đầu xuống, thoa thít thoa lên rồi vái cái gì đó cầu nguyện, thì hai con nhanh chóng bưng ngay cái đầu heo thoát ra. Dạ. Và sau khi bưng cái đầu heo thoát ra được, chạy ra khoảng chừng được 15 mét, thì tất nhiên theo phản xạ con nhìn lui, thì thấy ông ấy đã đứng dậy và chạy vô nhà la toát lên là mẹ mày có bưng cái đầu heo đi vô không. Bà ta mới trả lời: ông đấng cúng mà tôi bưng đi đâu. Thì trong lúc đó sợ phát hiện cho nên cả bọn cũng đi qua một cái vườn khác. Ở nông thôn nó có cái vườn rất rộng, thì cái tính tham lam, hai đứa con là có công cho nên lập tức là xé ngay cái lưỡi cho trước, còn cái đồng bọn đứng ngoài là má mui gì đó quyền. Nhưng mà rất là độc hại, thà ăn xong mà bỏ cái đống xương đó thì đã đành, nhưng bọn con lại đôi xương, vô tình đôi xương vào một cái vườn khác. Thế là ngày mai hai gia đình đó mất đoàn kết và đánh nhau rất dữ vì cái xương heo của bọn con đôi vào. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân nào quả đó. Thế là sau cái vụ cái đầu heo thì chúng con đã bị phát hiện và bị sa lưới pháp luật. Rất đơn giản, khi bị sa lưới pháp luật thì chúng con đã bị khai báo ra toàn bộ tội lỗi mà chúng con đã gây tạo ra cho biết bao nhiêu người dân khổ. Con sẽ được kêu án là 3 năm và được đem đi tập trung cải tạo ở tại Đà Nẵng, Tân Hòa, Hòa Vang. Cái ngày tháng vào tù rất là khốn khổ, bởi vì ở cái biệt giam kia nếu nằm thì chân cũng chẳng có thẳng, mà nếu ngồi thì cái đầu cũng chẳng thẳng. Chỉ một tuần thôi mà đi ra đã muôn bài. Nhân nào quả đó, gieo nhân ác thì gặt lấy quả. Dạ, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn chú Tịnh Long. Kính thưa quý vị, cũng từ một cái nguyên nhân rất là nhỏ, từ nhỏ đã thất học, gia nhập vô một cái băng nhóm chăn trâu cho hội đồng, rồi tham gia lấy cắp những nải chuối, những củ sắn, củ khoai. Dần dần thì lớn hơn, rồi ăn cắp những cái con heo dầu á, heo dầu trong cái thuyền của người ta. Thì theo như lời bác Tịnh Long đã kể từ nãy giờ, thì làm cho rất nhiều gia đình sống ở ven biển, thuyền không ra khơi được, hàng trăm người phải đói khổ. Và chỉ có một cái nguyên nhân nhỏ dẫn bác vô trong cái con đường tội lỗi, tù tội, chỉ có lấy cắp một cái đầu heo thôi, mà phải vào trong khám ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Thì ở đây chúng ta thấy được một cái nguyên nhân rất là đơn giản, cũng có thể là một cái chủng tử xấu nhen nhóm trong một cái con người của chúng ta. Và quý vị sẽ được tiếp tục nghe qua những cái năm tháng đầy tội lỗi, bắt đầu